Xin chào quý vị khán giả, chúng ta lại được gặp nhau trong thời lượng của bản tin 24 giờ. Bản tin sẽ mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Bản tin 24 giờ sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, chính xác nhất và nóng nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội diễn ra trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua. Sau đây là những thông tin chính có trong chương trình. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình thời tiết của ba miền. Trước khi đến với nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những thông tin chính ngay sau đây. Trận mưa dông đầu mùa khiến trăm căn nhà bị tốc mái. Sơn La, Nghệ An nóng nhất của cả nước, có nơi nhiệt độ gần 42 độ C. Bắc Bộ đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm sâu dưới 19 độ C. Dự báo thời tiết 10 ngày tới và thời tiết các vùng miền trên khắp đất nước nhân dịp nghỉ lễ từ 29 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5. Kính thưa quý vị và các bạn, trận mưa dông kèm lốc xoáy vừa xảy ra tại tỉnh Gia Lai làm 118 căn nhà bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu bị hư hại nặng. Tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai cho biết, chiều hôm nay trận mưa lớn kèm theo gió lốc xảy ra trên địa bàn ba huyện Phú Thiện, Công Chờ Rô và thị xã Iaunpa khiến cho 118 căn nhà bị tốc mái. Huyện Phú Thiện là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 97 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Ngoài ra còn có hơn 590 ha cây trồng bị tàn phá nặng nề, trong đó có 513 ha lúa, hơn 26 ha cây cà phê, thiệt hại từ 30 đến 70%. Hiện chính quyền các cấp đang cử lực lượng hỗ trợ người dân dựng lại nhà và cứu hoa màu nhằm giảm bớt thiệt hại cho người dân. Sơn La, Nghệ An nắng nóng nhất cả nước, có nơi gần 42 độ C. Các huyện Mường La của Sơn La, Tương Dương của Nghệ An chiều nay ghi nhận mức nhiệt gần 42 độ C, nhiều nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trên 36 độ C, Nam Bộ cũng nắng nóng. Theo ghi nhận từ trạm quan trắc, hôm 22 tháng 4, có 14 tỉnh trên cả nước rơi vào trạng thái nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Cụ thể, do chịu tác động của vùng thấp nóng phía Tây, 5 tỉnh miền núi phía Bắc có nhiệt độ trên 36 độ C, bao gồm Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng. Đặc biệt tại Sơn La có Mường La 41,8 độ C, Yên Châu 41 độ C. Đồng thời miền Trung có 9 tỉnh nắng nóng từ 36 độ C trở lên, trong đó ngoài Tương Dương của Nghệ An hơn 41,7 độ C thì Tuyên Hóa, Quảng Bình 39,6 độ C, Nam Đông của Thừa Thiên Huế 39,2 độ C và Sơn Hòa của Phú Yên 39,7 độ C. Ngoài ra Nam Bộ hôm nay tiếp tục nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, riêng Tà Lài của Đồng Nai 38 độ C, Đồng Phú của Bình Phước 37,8 độ C. Thủ Dầu Một của Bình Dương 37,2 độ C và thành phố Hồ Chí Minh cũng ở mức trên 35 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng trên diện rộng này còn kéo dài khoảng 2 ngày tới. Cụ thể, ngày 23 tháng 4 ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng nóng và đặc biệt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm trong không khí từ 35 đến 50%. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm không khí 50 đến 65%. Vào ngày 24 tháng 4 ở phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ. Từ đêm ngày 24 đến ngày 25 tháng 4, một đợt không khí lạnh cuối cùng trong năm sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc và Bắc Trung Bộ, gây ra mưa rào và dông, chấm dứt đợt nắng nóng vừa qua. Riêng Nam Bộ còn nắng nóng kéo dài, chưa lập hạ vào ngày 6 tháng 5, nhưng miền Bắc đã ghi nhận nhiều ngày nắng nóng vào tháng 3 và tháng 4. Dự báo tháng 5 tới, số ngày nắng nóng tại Bắc và Trung Bộ có thể cao hơn so với tháng 5 năm trước. Từ nay đến ngày 20 tháng 5, nhiệt độ tại khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Riêng Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn khoảng 2 độ. Các chuyên gia khí tượng nhận định năm nay do tác động của El Nino nên miền Bắc và Trung Bộ nắng nóng gay gắt hơn, mưa bão ít hơn. Bản tin gió mùa Đông Bắc ngày 24 tháng 4 dự báo đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ. Từ ngày 25 tháng 4, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mát. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin dự báo chi tiết về đợt gió mùa Đông Bắc đang di chuyển xuống phía Nam và dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Trên đất liền đêm 24 tháng 4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 4, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc phổ biến từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Trên biển, từ chiều ngày 25 tháng 4, ở Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động dữ dội. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm.
Từ chiều ngày 24 đến ngày 25 tháng 4, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 70mm trên 24 giờ. Chiều tối ngày 24 tháng 4 và từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 4, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền, các hoạt động khác. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông tin về thời tiết dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và nửa đầu tháng 5 trên cả nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời kỳ dự báo từ 21 tháng 4 đến 20 tháng 5 năm 2023, nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn khoảng 2 độ C. Cụ thể, bản tin dự báo khí hậu thời hạn tháng trên phạm vi toàn quốc cho biết, trong thời gian một tháng trước đó, từ 21 tháng 3 đến 20 tháng 4, cả nước ghi nhận 16 trận dông lốc, mưa đá, 2 đợt không khí lạnh, 6 đợt mưa diện rộng, nhiệt độ trên cả nước phổ biến cao hơn so với mức trung bình của cả năm, từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Nghệ An xuống đến Quảng Ngãi cao hơn 1,5 đến 2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Bắc Bộ và Trung Bộ đã xảy ra các đợt nắng nóng trên diện rộng như sau. Ngày 22 đến 23 tháng 3 tại khu vực Tây Bắc Bộ, ngày 22 đến 24 tháng 3 tại Bắc và Trung Trung Bộ, ngày 17 đến 20 tháng 4 tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Trong đó, tại Nam Bộ có nắng nóng trên diện rộng tại Đông Nam Bộ trong các ngày từ 21 đến 22 tháng 3, 26 đến 30 tháng 3, mùng 4 đến mùng 10 tháng 4, sau đó từ 13 đến 15 tháng 4, nắng nóng mở rộng sang miền Tây Nam Bộ. Trong đó, hai đợt nắng nóng từ ngày 22 đến 24 tháng 3 và 17 đến 20 tháng 4 đã xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong hai đợt nắng nóng này, nhiều nơi đã ghi nhận được nền nhiệt độ cao nhất, vượt quá giá trị lịch sử. Xu thế khí hậu tháng, thời kỳ từ 21 tháng 4 đến 20 tháng 5 năm 2023, xu thế nhiệt độ trung bình. Trong thời kỳ dự báo, nhiệt độ tại khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với mức trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn khoảng 2 độ C so với trung bình nhiều năm. Về xu thế lượng mưa, giai đoạn này lượng mưa tại khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn từ 10 đến 30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Cảnh báo thời tiết nguy hiểm. Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 4, nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Từ đêm ngày 24 đến ngày 25 tháng 4, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Trong cơn dông, đề phòng dông lốc và gió giật mạnh. Mưa có thể kéo dài đến ngày 26 tháng 4, sau đó sẽ giảm nhanh, nắng nóng sẽ chấm dứt tại khu vực trên và có khả năng gia tăng trở lại trong tháng 5 năm 2023. Dự báo tháng 5 năm 2023, số ngày nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng cao hơn so với tháng 5 năm 2022. Khu vực Đông Nam Bộ vẫn có thể xuất hiện nắng nóng tập trung trong nửa đầu tháng. Do tác động của nắng nóng, các địa phương cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư cũng như khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Dự báo thời tiết 10 ngày tới và thời tiết các vùng trên cả nước dịp nghỉ lễ từ 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2023. Ở các tỉnh Bắc Bộ, ngày 25 có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng cục bộ. Từ chiều tối và đêm 25 tháng 4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Từ ngày 26 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5 phổ biến ít mưa, ngày nắng. Riêng khu vực Tây Bắc từ ngày 30 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5 có khả năng xuất hiện nắng nóng nhưng không gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, các tỉnh ven biển Trung Bộ. Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 4 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Ngày 24 tháng 4 có nắng nóng cục bộ, chiều tối về đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 phổ biến ít mưa, ngày nắng. Từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 có khả năng xuất hiện nắng nóng nhưng không gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 phổ biến ít mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nam Bộ từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 phổ biến ít mưa, ngày nắng nóng. Mức độ nắng nóng không gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ C. Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế
ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nam Bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Hà Nội, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 28-30 độ C. Kính thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình thời tiết của bản tin 24 giờ. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin tiếp theo của bản tin 24 giờ. Chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.